nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch, thời gian qua, ngành thuế thành phố cũng đã triển khai nhiều chính sách giảm, giảm các loại thuế phí. Cụ thể, giảm 15% tiền thuê đất phải nộp năm 2020 đối với người thuê đất là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng COVID-19. Doanh nghiệp được giảm ba mươi thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm hai hai mươi cho doanh nghiệp có tổng doanh thu năm hai hai mươi không quá hai trăm tỷ đồng.